Tin nóng sáng 3 tháng 10 có gì? Giải quyết tố giác hành vi phong bạc biên lai chuyển tiền, căn hộ xuống cấp của táo giao thông. Bộ Công an cho biết sẽ tiếp nhận giải quyết khi có cá nhân tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi phong bạc bằng cách chỉnh sửa biên lai chuyển tiền. Dù trường học phải trả lại 5 TV, ban đại diện cha mẹ học sinh tự vận động. Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quản trị. Cách tất cả chức vụ trong đảng với trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm luật hôn nhân. Bộ Công an bỏ đề xuất giảm phạt tiền vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thêm 2 mẫu xe điện Trung Quốc đăng ký tại Việt Nam có thể được lắp ráp. Minh Dự nhờ pháp luật can thiệp sau khi bị réo tên vào loạt ồn ào. Căn hộ 33m² của nghệ sĩ ưu tú Chí Trung được mở rộng từ căn phòng chỉ dọn dẹn 7m² trước kia, đơn sơ và xuống cấp. Táo giao thông đã ở đây 46 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ chính chủ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn nhưng nhà hai lúa luôn là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Hãy đăng ký kênh YouTube Nhà hai lúa ngay để trải nghiệm những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.